Nè, mở 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 ngồi xuống, ngồi xuống, mở. Mở iPad con. Mở iPad con à. Mở iPad đi. Này. Âm không sai rồi. À sai rồi, sai rồi. Baby, can you get me the thing with the bottle? Huh? Wrap me the bottle for the iPad. Oh, the iPad bottle. Mm-hmm. Huh? Oh, did we ever order a case for her? You did not order a case. Ơi ơi ơi. Ăn đi con. Whipped cream. Whipped cream and crepes. Nó có trứng với lại cơm không ăn. Đi ăn này, con này nó ăn y như Mỹ vậy đó. Okay. Ngon quá. Ui chào ơi. Mẹ mua cho chay cái gì nè. Oh wow. Con nhớ hồi tối khuya, hai cách đây 2 ngày 11 giờ tối hay là 1 giờ sáng gì mẹ với chay nằm order cái này về cho chay không? Oh my god. Ok, go inside. Oh my god. Oh my god. Yeah, no, hold on, hold, wait. Daddy, where is the hand sanitizer? Here, wash your hand. Wash your hand first, okay. Xong rồi. Chưa xong. Xong rồi. Chưa, wash your hand đàng hoàng. Bây giờ wash, nè, wash cái này nè. Wash cái này đây. Nè, đi ra, cắn ra, để mẹ làm. Wow, để mẹ làm cho nha. Đi. Wash. Ice cream. Ừ đúng rồi. Để mẹ xịt mẹ xịt hết cái vòng quanh cái này. Để mẹ rửa trước khi mà mở ra nha. Ba đâu? Ba đi ra ngoài rồi. Ba đi ra rồi. Ừ. Rồi, xịt cái này lên. Con gì á? Hả? Con gì á? Cái mẹ mua chiếc xe đồ chơi này cho chay nè. Cái chiếc xe truck á, chiếc xe đồ chơi đó. Yeah, 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 yeah. Rồi, bây giờ mở ra nha. Mở. Con có thương mẹ không? Thương mẹ. Đi xuống, bước đi ra, bước ra. Ok, wash your hand again, ok? Yeah. Bây giờ con hát cái bài Happy Birthday 2 lần nha. Là mình rửa tay đúng đó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Một lần nữa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Nè, rửa đây. Happy birthday to you. Đó. Con hát Happy birthday chú Du 2 lần mới đúng là rửa tay nghe chưa? Mới rửa tay đúng cách nghe chưa? Mai mốt hát, mai mốt á. Đây nè, chồm tới. Xong rồi. Chưa xong, còn xà bông không nè. Xong rồi. Rồi. Wow, chay. Chay bây giờ chay bill xe tải nè cô chú ơi. Đây giờ mẹ có cái miếng mình phải mở cái này ra mình mới biết đường. Trời đi, có ốc có dích rồi tùm lum này chay nè. Này chắc phải ba mới làm được chứ mẹ là chịu thua chay nha. Phải chút ba vô ba làm cho con nha. Lấy cái ấy, wash your hand cái coi. Hand sanitizer, wash your hand. Wash your hand đi. Cô wash này luôn hả? Làm giống như mẹ hồi nãy hả? Nè con, không mà cái này được đóng gói bên trong lâu lắm rồi con. Cầm vô, đưa tay đây, give me your hand. Rồi, wash your hand. Oh, that's, con wash cái đó đó hả? Xong rồi. Ừ, xong rồi. Cái này được đựng trong cái thùng này lâu lắm rồi. Chay lucky kìa, lấy mở cửa lucky. Ok. Không được, con mở không được hả? Mẹ mở hả?
Khoe Lucky đồ chơi con đây, Lucky ơi, chơi có đồ chơi mới nè. Thôi đừng có uống, từ từ uống. Uống cà phê hả? Hả? Giờ chưa gì mở cái chút nữa bill lên cái xe cái mất hết đồ chơi thì sao? Ngồi xuống. Ngồi xuống mày mã cho. Ngồi xuống mày mã cho con nha. Cảm ơn mẹ chưa? Hôn mẹ miếng sao? Trời ơi thương má. Nè nè chút ba làm cho. Giờ mở ra chơi này trước đây. Xong rồi không mướm đây. Miếng nữa coi. Con có thương mẹ không? Để đâu? Để cái này. Để đâu? Để trong. Đó, cái này là ly nước với lại mấy cái dĩa là đồ ăn nè. Mở nè. Đó. Wow. Đó, đồ chơi đó. Nên mày mở mấy này ra hết chút nữa ba vô là ba sẵn sàng làm hết. Mỗi cần mở cái gì ra. Wow, chơi sướng quá ta. Mẹ thấy chơi ở nhà buồn quá nên mẹ mua gì cho chơi chơi đó. Mình tội nghiệp chơi đó. Chơi vui không? Dạ chơi vui. Dạ chơi vui, giỏi. Vui 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 nhiều không? Vui nhiều. Vui nhiều hả? Còn có đưa, mà vui có đưa cái mỏ bánh mốt ra không? Dạ. Dạ có. Mỏ bánh mốt đâu, đưa mẹ coi cái mỏ bánh mốt coi. Thì sao nó mẹ bánh mốt rồi đi tém lại thành mỏ mớm rồi. Đã quá. Mặc ơi này mặc áo vui đi còn này muốn chật luôn rồi nè. Con bính này. Không bính này. Thank you mẹ. Thank you mẹ hả? Mẹ. Cái đó này là gì vậy? Thịt. Ờ cái này là thịt đúng rồi, cái này là bacon. Cháo hết nè. Ăn nè. Ờ bacon thơm không? Yeah. Wow quá trời đồ chơi luôn. Con cho cô chú coi con có cái gì. Có đồ chơi. Có đồ chơi. Này là gì đây ta? Này có apple. Ở này là apple hả? Phải không? Phải apple. Chắc apple. Con này gì đây? Hot dog. Hot dog? Không phải hot dog. Hamburger. Look, look, look at the hamburger. See? Hamburger. Oh, mẹ biết rồi cái này nè. This is salad. See? And this is bacon. And this is the... Oh, ah, hamburger. See? Take a bite. Đúng rồi. Gãy bánh hamburger luôn. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi ngày chờ em. JD, wash your hand. Can I see your hand please? Em yêu thương con này mà đôi mắt kia hao gì. Cái tay này bị gì đây chay? Cái tay này gì đây? Cái tay này bị gì đây? À cái tay này vậy đó hả? À xong. Wash your hand. Giỏi quá. Chơi vui không? Dạ. Nó tiền. Hả? Tiền đâu? Cái này đâu phải tiền. Cái này là pizza. Tiền. Cái này là smoothie. Sinh tố. Cái này là taco. Cái này là hamburger. Rồi ba xong rồi. Daddy happy. Daddy happy. Nói ba ơi giúp con, ý là kêu ba đã biêu. Yeah, daddy, help you đi. Help you daddy. Mới ba giúp. Ba giúp con. Yeah, it's a soda. Đó, cô chú ơi chờ ba của chị lâu quá. Mẹ chay xong pha vô. Bắt ốc, bắt giúp đồ làm cho chay luôn cô chú. Baby, I'm getting it. Oh, that is perfect. You are the best mommy ever. Chờ ba chắc tới mùa bích luôn á. Biết chừng nào chơi mới được chơi, mẹ ra luôn. Mẹ
nhìn vô cái miếng giấy người ta chỉ gì là cái gì đâu. Bởi nhiều khi tôi không biết tôi ba hay là mẹ hay là tôi là cả hai nữa, không biết cái gì tôi cũng làm không. Sao phụ mẹ chưa? Ok, phụ mẹ đi. Ok, okay gì có biết gì đâu phụ. Đây rồi cô chú ơi, hơi mệt. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ mẹ Chay đã làm cho Chay được một cái xe. Mệt quá đi. Wow. Thật sự thì nó có những cái bước chỉ đằng đây nè. Nhưng mà cuối cùng là xong rồi. Hai cái con ốc cuối cùng là xong luôn. Dữ không? Cô chú thấy mẹ Chay dữ không? Quá dữ luôn á. Ba Chay đang bận công việc mà giờ chờ chờ tới mùa mít thôi, làm không cho nấu luôn cho rồi. Wow, ok, bây giờ cô chú muốn muốn ăn cái gì nè? Mất rồi. Mất tiêu gì? Mất tiêu rồi. Cái gì mất tiêu? Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Thẩm mỹ này á các bạn, đồ chơi mà mua về á là thường thường mình phải tự động lắp ráp không à. Mất tiêu rồi. Mất tiêu gì vậy? Mất tiêu rồi. À, mất tiêu rồi hả? Giờ con kiếm đi. Con kiếm ở đâu dưới chân con á? Nhìn dưới đất. À, con nó tự sắp lên nè. Tự sắp lên nè. Rồi, tính tiền. Rồi, nhiêu tiền? 5 tiền. 5 tiền phải không? Rồi mấy cái này sắp ở đâu? Mấy cái này sắp ở đâu? Con sắp đi. Hamburger rồi chia để đâu? Con để đi. Trời ơi, con nó sắp này, nó sắp ly lên rồi nha. Nó sắp cái dĩa để cái bánh. rửa, trời ơi, con ta kỹ lưỡng nghe chưa? Rửa đồ ăn rồi kia. Kỹ lắm á. Rồi, mày quay đây cho sáng nè. Đó. Rồi con sắp đi. Wow. Cái bảng này phải để gì trên đây chứ ta hả? Cái bảng này phải dán cái chữ à, rồi rồi lại bây giờ mày lại chỉ đây nè, lại đây. Người ta có cho stickers nè, con phải dán lên đây nè. Phải dán lên xe mình, lại đây. Lại đây nghe chưa? Rồi, ngồi xuống dán lên nè. Mày chỉ chơi chơi nha. Đây nè. Dán lên, đó, dán lên đây nè. Đó, thấy chưa? Đó, bây giờ là xe có rồi nè. Còn cái này hả? Cái này dán ở đâu mày chưa biết nữa, để mày suy nghĩ coi. Nó là gì? Mấy cái chai nước hả? Dạ, muốn này. Muốn này hả? Rồi. Đẹp quá. Cái này con phải để cái bảng bên đây là open, là mở cửa, phải không? Con bán cái burger. I want a burger. Pizza. You want to make me some pizza? Yeah. Okay, okay. Bán cho mẹ cái bánh pizza. Okay. Okay. Bỏ lên dĩa đàng hoàng. Ai đưa cho khách hàng kiểu gì lạ luôn nữa. Nghe chưa? Rồi. Dạ rồi. Con nói con mời mẹ. Nói mời mẹ. Đúng rồi. Nhiêu tiền á? 5 tiền. 5 tiền rồi. Money. Rồi, trả tiền đây. Rồi. Bỏ vô đó, đúng rồi. Trời ơi, cái này có phải thẻ tín dụng đâu mà bà lấy bà cà bà. Trời ơi, bây giờ thấy không? Sinh ra đẻ ra ở Mỹ là bây giờ đưa thẻ tín dụng liền, thấy không? Đưa bánh hamburger. Không có tiền mặt, cứ cà thẻ không ha, chay ha. Mốt mốt lớn lên mà cà thẻ là mạt đó nghe chay nha. Giờ con muốn bán mẹ gì nữa? Pizza. Pizza, ừ. Mà ăn pizza rồi, trời ơi mẹ tự hào về mẹ quá. Một mình mẹ tự động mẹ build nguyên chiếc xe này lên cho Chay, mẹ tự hào quá Chay. Mẹ cũng đâu ngờ có một ngày mẹ làm được điều này đâu Chay. Muốn này hả? Ok, bán cho mẹ đi. Bán cho ly nước uống nữa, kháng nước quá, nãy giờ build xong mệt quá. Ok, lẹ lẹ đi. Nước gì đây? Uống cà phê. Ok. Rồi, ngon quá, nhiêu tiền á? Uống nữa hả? Nhiêu tiền? Để xuống đây, rồi, nhiêu tiền? Nhiêu? Money nhiêu tiền? 5 tiền. 5 tiền, rồi, trả tiền nè. Rồi, cất cái ngang để dành đi, để dành tiền đi làm gì vậy? Nó nghe nè, buôn bán cực khổ đi dành làm gì vậy? Hả? Buôn bán cực khổ đi dành tiền làm gì vậy? Tiền mua trứng ăn phải không? Cô chú thấy đã chưa cô chú ơi? Thôi bây giờ Chay sẽ có chiếc xe mới này chơi. Cảm ơn cô chú đã xem video này nha. Mẹ Chay build được cho Chay. Mẹ Chay đã xây lực được cho Chay một chiếc xe. Quá tự hào.
Đó. Ok, chào tạm biệt cô chú nha. Bye bye.